Vinh cửu khi thiết lập thế tôn nghi lễ thượng tôn, người là đấng đầu tiên đã dâng mình cho Chúa làm vua lễ cứu độ và đã truyền cho chúng con dâng mà thương nhớ đến người. Khi chúng con dâng mình người hiến tế vì chúng con thì chúng con được mạnh sức, và khi chúng con dâng máu người đổ ra vì chúng con thì chúng con được rửa sạch. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa.